quý vị và các bạn, hiện nay giống lợn Mông bản địa được đồng bào dân tộc Hơ Mông nuôi nhiều tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Đây là giống lợn phù hợp với điều kiện chăn nuôi của đồng bào vùng cao tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và dịch bệnh nên thời gian qua tổng đàn lợn này giảm đáng kể. Để chăn nuôi lợn Mông bản địa phát triển tốt, tăng cả về số lượng và chất lượng, trong chuyên mục khuyến nông kỳ này, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn Mông đạt hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chăn nuôi lợn Mông bản địa phát triển tốt, tăng cả về số lượng và chất lượng, bà con lưu ý một số biện pháp kỹ thuật sau. Một, về chuồng nuôi, lợn Mông có thể nuôi ở nhiều điều kiện khác nhau như chuồng xây gạch trên nền xi măng, nền đất, lán trại. Những chỗ nuôi lý tưởng nhất là khoảng đất trống, có bóng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Nuôi trong chuồng xây gạch đối với lợn nái sinh sản, diện tích mỗi chuồng khoảng từ 5 đến 6 mét vuông, trên nái mẹ chỉ lên nhốt mẹ vào chuồng trong khoảng thời gian 1 tháng trước khi sinh và trong thời gian nuôi con để đảm bảo an toàn cho lợn mẹ và lợn con. Thời gian khác nên thả rông lợn mẹ với những con khác vì lợn Mông có tập tính sống bầy đàn, nên chuồng lên đổ vữa xi măng cho sạch sẽ. Lợn Mông thường cắn ổ thả rác về làm tổ. Tuy nhiên, nếu nuôi trong chuồng nuôi khi động rơm dạ cho lợn nằm nên vứt vào một góc cố định. Khi lợn mẹ sinh cần độ nhiều rơm dạ để cho lợn mẹ làm ổ và cho con giúp sau khi sinh. Đối với lợn được giống nên nuôi nốt riêng, chỉ khi nào lợn cái động dục mới cho tiếp xúc để tránh sự mất nhạy cảm và ham muốn của lợn được giống. Ngoài ra, lợn được giống rất hung dữ khi tiếp xúc với những con được trưởng thành khác. Đối với lợn thương phẩm, lợn nuôi thả rông trong khu đất trống là tốt nhất để lợn đi chạy nhảy. Như thế chất lượng thì sẽ tốt hơn khoảng đất trống từ 70 đến 100 mét vuông. Nếu có điều kiện về đất đai thì nên quy hoạch thành từng khu nuôi để tiện cho việc chăm sóc và phòng bệnh, hoặc thả trong rừng. Nuôi ở khu đất trống, khu đất có tường gạch bao quanh là tốt nhất để phòng lợn xông ra ngoài và đảm bảo an ninh. Nếu khu đất quá rộng có thể quây hàng rào bằng lưới P40 xung quanh thành một khu nuôi vừa đủ. Hai, về chọn con giống. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương nuôi lợn Mông thì việc chọn con giống luôn tuân thủ theo một số tiêu chí sau. Chọn lợn được giống thường có màu đen, lông bờm dựng và dày, chân thon dài, bụng nhỏ, mõm nhọn, tinh hoàn to tròn đều cả hai bên, trọng lượng tối thiểu từ 30 kg trở lên, di chuyển linh hoạt, không bị bệnh tật. Chọn lợn nái giống lợn con màu đen hoặc có khoang trắng ở hai bên sườn, lông bờm dày và dựng mõm nhọn, bụng tròn, vai rộng, có từ 10 đến 12 vú đều, di chuyển linh hoạt, không bệnh tật. 3. Về thức ăn, nước uống, chăm sóc nuôi dưỡng. Thức ăn và nước uống phải đảm bảo sạch, đầy đủ dinh dưỡng. Thức ăn chủ yếu 90% là chất xơ, rau củ quả như cỏ voi, thân cây ngô, thân cây chuối, bèo tây, rau lang, rau muống, vân vân. Thức ăn được nấu chín hoặc cho ăn trực tiếp, chăm sóc và nuôi dưỡng để lợn mau lớn và sớm đạt được trọng lượng cần thiết, đảm bảo thời gian động dục. Bình thường lợn đạt từ 20 đến 25 kg là bắt đầu động dục. Khi tách mẹ hoặc mua về làm giống nên cho lợn ăn nhiều để tăng cân, cho ăn thêm 60% các loại cám gạo khác, kết hợp 40% thức ăn thô, rau củ quả. Với chế độ ăn này, lợn có thể đạt từ 7 đến 8 kg trên một tháng. Cách phối giống. Khi hoa từ màu đỏ tươi chuyển sang đỏ tái thì cho lợn được phối giống là tốt nhất vì thời điểm này trứng rụng nhiều nhất. Cách phối giống, cho lợn được vào chuồng lợn cái hoặc ngược lại. Nếu không có chuồng thì cũng cần tạo khu riêng để phối giống. Mùa hè nên cho phối giống vào sáng sớm hoặc chiều mát, như vậy thì tỷ lệ lợn nái sẽ cao hơn. Mỗi đợt nên cho phối ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 12 tiếng. Như vậy trứng sẽ được thụ tinh nhiều hơn. Sau mỗi lần phối, lên tách lợn đực và lợn nái ra để lợn đực hồi phục và lấy lại sức nhạy cảm cho các lần tiếp theo. Chăm sóc lợn nái mang thai. Trong thời gian lợn mẹ không mang thai cho ăn khẩu phần ăn bình thường 20% thức ăn tinh, cám gạo, bột ngô, 80% thức ăn thô, rau củ quả. Thức ăn được nấu chín hoặc ăn sống ngày hai bữa chính, sáng và chiều tối, bữa trưa cho ăn phụ, rau củ quả. Khi mang thai, tăng khẩu phần ăn cho lợn mẹ, cụ thể là 30% thức ăn tinh, 60% thức ăn thô. Chăm sóc lợn được giống, khẩu phần ăn 20% thức ăn tinh, 80% thức ăn thô, thức ăn được nấu chín hoặc cho ăn sống. Trước khi phối giống lên cho lợn được ăn nhiều, chăm sóc lợn nái nuôi con. Khi nuôi lợn con, thức ăn cho của lợn mẹ có sự thay đổi cơ bản, đặc biệt là tháng đầu nuôi con. Chỉ cho lợn mẹ ăn thức ăn tinh hòa với nước sạch, cộng với muối và bổ sung thêm các chất vi lượng
men tiêu hóa dành cho lợn mẹ. Không nên cho lợn mẹ ăn một số thức ăn trong thời gian này như các loại rau củ, rau muống, rau lang, hoa quả bị hỏng. Sau một tháng nuôi con, bắt đầu cho lợn mẹ ăn một số loại thức ăn như thân cây chuối, rau muống, với điều kiện phải kiểm soát được nguồn thức ăn đó không có độc hại và cho ăn dần dần, không nên cho ăn nhiều ngay để làm cho lợn con bú mẹ không thích nghi, gây đi ỉa. Đối với lợn con tách mẹ, cho lợn con tập ăn ở 10 ngày tuổi khi thấy lợn con nhấp nháp, nếm chậu ăn của lợn mẹ thì mua loại cám nhạt hoặc nấu cháo cho lợn con ăn. Cần kiểm soát không để lợn con ăn những thức ăn tươi sống như vậy, lợn con rất dễ bị đi ỉa. Sau một tháng lợn con bắt đầu ăn mạnh, vì vậy cần tăng lượng cám nhạt cho chúng. Sau 1,5 tháng bắt đầu cho lợn con tập ăn dần với các thức ăn tươi, nhưng phải kiểm soát thật tốt nguồn thức ăn này. Sau 2 tháng tuổi nên tách mẹ để lợn mẹ hồi phục. Nuôi thương phẩm cần thực hiện chế độ ăn như sau: 10% thức ăn tinh, 90% thức ăn thô, thức ăn được nấu chín hoặc sống. Ngoài ra có thể cho ăn 100% thức ăn thô, như vậy vẫn đảm bảo được sự tăng trưởng của lợn và chất lượng thịt. Thực hiện chế độ ăn này sau 2 đến 3 tháng nuôi sẽ đạt ít nhất 95-97% là thịt lạc, thịt thơm ngon tự nhiên. Công tác vệ sinh, thú y phòng bệnh, thường xuyên vệ sinh chuồng trại như phun tiêu độc khử trùng 1 tháng 1 lần, làm chuồng trại thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông để tránh lợn con mắc chứng bệnh phù lề, bệnh tai xanh. Thường xuyên rắc vôi bột khử trùng xung quanh chuồng trại 1 tháng 1 lần. Tiêm phòng các loại bệnh tai xanh, lepto, phó thương hàn. Ngoài ra, loại vaccine nhược độc của Đức dùng cho lợn con sau cai sữa, lợn nái không mang thai, lợn hậu bị, tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh theo đúng yêu cầu của cơ quan thú y và theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Lợn con sau khi sinh 3 ngày tiêm sắt cho khỏe mạnh và tiêm nhắc lại sau 7 ngày. Sau khi tách mẹ 1 tháng nên tẩy giun cho lợn con, mua thuốc dạng bột hòa với thức ăn hoặc thuốc dạng viên nhét vào quả chuối cho lợn ăn, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì. Một số kinh nghiệm trị bệnh: lợn mông thường mắc hai chứng bệnh phổ biến, đó là đi ỉa chảy và viêm phổi ở lợn con. Lợn trưởng thành và lợn bố mẹ rất ít khi mắc bệnh, chủ yếu mắc bệnh ghẻ lở. Ngoài ra, run sán khi phát hiện lợn con bị đi ỉa chảy cần xem xét lại khẩu phần ăn cho lợn mẹ, có thể do lợn mẹ ăn quá thừa hoặc thừa thức ăn không đảm bảo vệ sinh, hoặc điều kiện chuồng trại ẩm thấp bất vệ sinh. Nếu thức ăn lợn mẹ quá thừa chất thì cần phải giảm ngay khẩu phần ăn. Nếu thức ăn không đảm bảo về chất lượng, không đảm bảo về vệ sinh, cần thay đổi thức ăn khác, đồng thời dùng thuốc đặc trị để phòng trừ. Khi phát hiện lợn có biểu hiện thở dốc, hai máng bụng phập phùng khác với những con khác thì phải tiêm ngay thuốc đặc trị. Khi phát hiện ra lợn mốc đứt lẻ kẽ ở bẹn cổ khe tai, lợn hay cọ ngứa thì nên tiêm thuốc ghẻ. Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn mông bản địa. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Trạm Tấu kính mong bà con nông dân lưu ý áp dụng để hạn chế thấp nhất hiện tượng lợn bị dịch bệnh nhằm tăng đàn để phát triển kinh tế địa phương. Phần cuối chuyên mục như thường lệ, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin giá cả thị trường nông sản tại một số địa phương trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.